Vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, Ngày hội Việc làm do Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức đã chính thức diễn ra tại sân Phượng Vĩ, nằm trong khuôn viên trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 4.000 vị trí tuyển dụng của các gian hàng đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo cơ hội cho khoảng 10.000 sinh viên trong trường và các trường lân cận giao lưu tham gia ứng tuyển. Các ứng viên là sinh viên tham gia Ngày hội Việc làm sẽ được phỏng vấn trực tiếp, nhận hồ sơ từ các đơn vị tuyển dụng. Đây là hoạt động hết sức thiết thực nhằm tạo cầu nối nhân lực giữa doanh nghiệp, nhà trường và các sinh viên được Trường Đại học Nông Lâm tổ chức định kỳ hàng năm trong vòng 10 năm trở lại đây. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng việc tìm kiếm đầu ra, việc làm cho sinh viên. Trường rất quan tâm thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ngày hội việc làm là cơ hội cực kỳ quý báu cho doanh nghiệp tuyển dụng cũng như sinh viên của trường tìm việc đúng chuyên ngành.